Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Ba Du Kỳ Hàng Năm. Mình là Minh Trí. Nội dung của video này đó là một màn lực kèo vô cùng ngoạn ngục và ảo diệu của những bài đế vương. Chúng ta cùng xem video để thấy được sức mạnh của những bài đế vương. Đây là một bài dung hợp rất đẹp. Đây là con bài Mega HD nha các bạn. Qua video này mình cũng xin thông tin với các bạn, đó là từ nay mình sẽ không gọi là HD nữa nha. Mình nghĩ rằng cái tên ảnh đế nghe hay hơn và cũng được nhiều bạn ủng hộ hơn. Như vậy từ nay chúng ta sẽ gọi đây là con bài Mega ảnh đế. Đây là con bài ảnh đế nha các bạn. Nhanh cửa mắt quá ấy. Cái gì lửa đen. Bạn đồng hành. Như vậy là nhân vật mà Thái đang gặp nguy rồi các bạn. Ấy, chỉ còn 1000 LP mà thôi, 700 LP mà thôi. Hồi sinh. Nhưng không được, đó là con bài kéo dẫn bày. Đã phải đi con bài ảnh đế vừa ra mắt. Các bạn có thấy tình huống gì không? Anh nhân vật Ma Văn Tha đã rất quyết đoán khi sử dụng con bài thời gian linh hồn để phá đi con bài nhanh cánh cửa ma quái. Kiếm xì là danh. Như vậy chỉ còn 200 điểm là tên mà thôi. Mặc dù vậy thì mình nghĩ rằng nhân vật Ma Văn Tha đã qua được tình trạng cũng khó. Với những kỹ năng đặc biệt của mình thì những bài như phong đế, mega phong đế hay là mega ảnh đế sẽ có rất nhiều lợi thế. Đây là phải đến những kỹ năng của phải đến những con kỹ năng những bài bài của đối phương. Triệu hồi mega ảnh đế, đó là một trận đấu lực cao rất tuyệt vời của những vật Mai Văn Thai. Thưa các bạn, hãy cùng xem lại của phía nhân vật cái bá nhá. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà nhân vật bài Văn Thai sử dụng bài thời gian linh hồn để xem là có hợp lý không. Một tỷ có 17 vừa đổ xuống, đó là một con bài cẩn thận của triệu hồi ma nhân hư vô. Ui, như vậy không phải triệu hồi ma nhân hư vô mà triệu hồi ảnh đế. Đây là một tình huống rất quyết đoán của nhân vật Ma Văn Thai. Sử dụng bài thời gian linh hồn, nếu như pha đỏ không sử dụng thời gian linh hồn thì lượt sau đã thất bại. Đó là một tên nổi rất quyết định đấy các bạn, mình nghĩ như vậy. Phong đế. Mega phong đế.
Cảm ơn các bạn đã xem nhá. Vừa rồi mình vừa gửi đến các bạn một trận đấu rất hay, một trận đấu lật kèo của những bài địa vương. Hãy like và subscribe để đón xem những video mới nhất của mình.